Sau 70 năm nghiên cứu thì một đơn vị chế tác kim cương ở Mỹ đã cho ra đời một viên kim cương nhân tạo lớn nhất thế giới đúng vào thời điểm ngày lễ tình nhân gần đến. Theo đơn vị chế tác Burgrow, viên kim cương nhân tạo được cho là lớn nhất thế giới này có kích thước 3,04 carat. Bằng các phương pháp hóa học, vật lý, quang học, chúng tôi đã tạo ra được một viên kim cương rất giống với viên kim cương tự nhiên và rất khó phân biệt với viên tự nhiên ngay cả dưới kính hiển vi. Hơn nữa, giá cả của nó cũng phải chăng. Một viên kim cương được chế tác sẽ rẻ hơn những viên đá tự nhiên gần một nửa, và khi đặt gần nhau, hai phiên bản này gần như là một. Theo Viện Gemological của Mỹ, sự khác nhau giữa viên kim cương nhân tạo và kim cương tự nhiên chỉ thấy được qua kính hiển vi và tia UV. Để sản xuất ra viên đá kim cương này, Burgrow đã đưa các hạt carbon vào buồng chân không, sau đó phun khí hydro và metan. Một vài tuần sau, những hạt carbon đó hình thành một viên đá thô. Lúc đó, các nhà chế tác sẽ tiến hành mài dũa và đánh bóng nó. Trong nhiều năm qua, để ngăn chặn hiện tượng kim cương máu, tên gọi cho Liên Hiệp Quốc đặt ra cho các loại đá quý có xuất xứ từ những vùng đất dựa trên sự bóc lột sức lao động của những tổ chức phạm pháp. Một nhóm có tên là Kimberley đã được ra đời, trong đó có nhiều nhà sản xuất kim cương lớn của thế giới. Nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt đã đẩy giá kim cương lên 75% kể từ năm 2009, và theo một nghiên cứu gần đây, có thể sắp tới giá kim cương sẽ tiếp tục tăng thêm 5% nữa. Chính vì thế, kim cương nhân tạo vừa thân thiện môi trường vừa phải chăng, nhưng chẳng khác gì kim cương thật. Kim cương máu cũng được sử dụng bởi các tổ chức khủng bố để mua sắm vũ khí, phục vụ cho mục đích quân sự và chiến tranh. Hiện tượng này đã bị phanh phui tại Sierra Leone và Angola. Trong thời gian đó, ước tính có khoảng 4% kim cương trên thế giới được khai thác dựa trên hình thức bóc lột này.